Mới đây, Bộ Xây dựng đã có đề xuất quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, cũng như điều kiện của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên. Theo Bộ Xây dựng, tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản, sau đây được gọi chung là doanh nghiệp. Đối với trường hợp chủ đầu tư dự án bất động sản thì phải có các điều kiện quy định trên và có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với các dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên. Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên, dự thảo nêu rõ các trường hợp kinh doanh bất động sản không bắt buộc phải có điều kiện trên nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Theo dự thảo nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, ngành xây dựng, dự kiến sẽ tăng mức phạt đối với môi giới bất động sản nếu nói sai về thông tin nhà đất. Dự thảo quy định, đối với hành vi không cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới, sẽ bị phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 160 triệu đồng. Hiện hành chỉ bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Đồng thời, dự thảo quy định lần này cũng tăng mạnh mức phạt với các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản khác. Cụ thể, phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 160 triệu đồng đối với hành vi đưa lên sàn giao dịch bất động sản các sản phẩm bất động sản không đảm bảo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định. Nếu dự thảo này được chính phủ thông qua, sẽ thay thế cho Nghị định 139 năm 2017 và Nghị định 21 năm 2020. Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về lồng ghép nguồn vốn để thực hiện đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua thành phố Đà Nẵng. Theo đó, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao các đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua thành phố Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký văn bản nghị quyết số 07 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô. Tuyến đường khi hoàn thành không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông, mở rộng không gian phát triển cho thành phố, kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô, phát triển kinh tế đô thị và nông thôn, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực hai bên tuyến đường mà còn tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn số 9733 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước liên quan tới tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Trân Thành. Theo công văn của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước để thúc đẩy tiến độ chuẩn bị dự án. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời trong quá trình thực hiện. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 là 24.274 tỷ đồng, chưa tính lãi vay. Trong đó, vốn nhà nước tham gia là 12.137 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư tư nhân là 12.138 tỷ đồng. Nếu được thông qua, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Khi hoàn thành, dự án sẽ từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam và quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây Nguyên. Trong văn bản của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam kiến nghị với Thủ tướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hàng loạt nhà thầu xây dựng cho biết đang gặp nhiều rủi ro bùa vây. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam VACC cho biết COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty, công nhân trong các dự án tình trạng bấp bênh, khó duy trì số lượng. Điều này ảnh hưởng đến sản lượng thi công hàng tháng và tiến độ thi công công trình, phát sinh chi phí. Hiệp hội cũng cho rằng trong công tác thi công, các dự án đang được thi công cũng không đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, phát sinh các chi phí phòng chống dịch. Nguy cơ chậm tiến độ có thể xảy ra, còn các dự án phải tạm dừng thi công thì phát sinh nhiều loại chi phí như ăn ở, phòng chống dịch, bảo quản vật tư. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình kết nối đồng bộ tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương tại nhà ga trung tâm Bến Thành. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực nhà ga trung tâm chợ Bến Thành là ga kết nối các tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên và tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương là hai tuyến đang xây dựng. Trong đó, tuyến số 1 đã hoàn thành được 87% khối lượng và tuyến số 2 đã khởi công. Hai tuyến còn lại sẽ kết nối với ga trung tâm Bến Thành là tuyến số 4 Thạnh Xuân - Hiệp Phước
kết nối quận 12 đi Nhà Bè và tuyến số 3A biến thành Tân Kiên, Bình Chánh. Sở cũng cho rằng cần phải tính toán kết nối ngay từ bây giờ đến khi các tuyến metro hoàn thành và đi vào hoạt động, tránh rơi vào tình trạng nan giải, khó giải quyết. Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cho biết, trong tháng 8 năm 2021 đã có tổng cộng 52 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp vừa trong nước với tổng giá trị đạt 26.077 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 8.950 tỷ đồng, trong đó khoảng 15% trái phiếu phát hành đảm bảo bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản đảm bảo. Tiếp theo chương trình là một số thông tin bất động sản đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch 1/2.000 phân khu E, khu chế xuất thủy sản, dịch vụ cầu cảng và du lịch sinh thái tại thành phố Sầm Sơn. Theo quy hoạch, dự án có diện tích khoảng 483 ha thuộc các phường Quảng Cư, Quảng Thọ, Quảng Tiến, Quảng Trần của thành phố Sầm Sơn. Quy hoạch được chia làm 3 khu vực với dân số dự kiến khoảng 13.000 người. Trong đó, khu vực phía Tây ven biển có quy mô khoảng 172,8 ha, bao gồm cảng biển, bến bãi, công nghiệp, chợ đầu mối, dịch vụ ven sông và khu ở. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn hiện đang có gần 100 căn nhà đã được người dân xây dựng. Tuy nhiên, do tỉnh hiện áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 nên nhiều công trình gặp khó phải tạm dừng thi công. Tỉnh cũng cho biết, hiện nay ở khu tái định cư, nhiều gia đình đang bắt đầu triển khai xây dựng cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh khiến tốc độ xây dựng chậm lại. Để hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, tỉnh đã lập một đội tổ quản lý xây dựng để hướng dẫn người dân. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt danh mục dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021 với 41 dự án. Trong đó, lĩnh vực nhà ở thương mại có 30 dự án, một số dự án lớn gồm khu đô thị hỗn hợp trục Điện Biên Phủ quy mô hơn 746 ha, phường An Phú và các xã Tam Phú, Tam Thành, Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, khu đô thị sinh thái ven sông Tam Kỳ quy mô 280 ha, phường Hòa Hương, An Phú và xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, khu dân cư mới La Thọ gần 20 ha, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn. Mới đây, trang bất động sản.com.vn công bố thông tin đáng chú ý của thị trường bất động sản trong tháng 8 2021. Lượng tin đăng toàn trang trong tháng 8 2021 giảm 58%, lượt quan tâm giảm 27% so với tháng 7. Mức giảm mạnh nhất tại các tỉnh, thành phố có ca nhiễm tăng cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mức độ quan tâm của nhà đầu tư về thị trường bất động sản giảm lần lượt là 36 và 17% so với tháng trước. Mức giảm ghi nhận hầu hết ở các loại hình bất động sản chính như chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản về việc thực hiện chỉ thị số 22 ngày 20 tháng 9 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong thi công xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 22, các công trình dự án trên địa bàn thành phố đã đảm bảo đủ điều kiện xây dựng, cải tạo, sửa chữa theo quy định đều được triển khai thi công. Các công trình nằm trong khu vực cách ly, phong tỏa phải dừng mọi hoạt động thi công xây dựng, trừ các công trình xây dựng phục vụ mục đích phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 3373 ngày 23 tháng 8 2021. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình xây dựng và bất động sản ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.